Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kìa, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: Thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, tiệc cưới ngày xưa thường kéo dài nhiều ngày. Đỉnh cao của tiệc cưới là lúc chàng rể đến nhà cô dâu và được các phù dâu đón chào vui vẻ. Văn chương cổ điển nói rằng, đợi khi chàng rể chờ tới lúc nửa đêm mới đến, để làm cho các cô phù dâu phải cảnh giác đợi chờ. Dụ ngôn 10 trinh nữ trong Tin Mừng hôm nay làm nổi bật thái độ tỉnh thức, đợi chờ đầy yêu thương, hướng về đấng sắp đến là Chúa Kitô. Ở đây, Chúa Kitô được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc cưới là nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Giêsu Kitô ngự đến trong vinh quang vào thời điểm cuối cùng của lịch sử là điều bất ngờ không ai có thể đoán trước được. Các trinh nữ vào tiệc cưới với đèn cháy sáng là dấu chỉ một đức tin sống động. Các cô trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình để giữ đèn luôn cháy sáng cho đến khi chàng rể đến, cả khi chàng rể có đến chậm. Dụ ngôn còn cho thấy trách nhiệm của cá nhân để giữ cho đèn đức tin luôn cháy sáng là điều không thể thay thế, không thể vay mượn được. Mỗi người phải tích cực sống đức tin của mình. Mỗi người cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua thử thách trong cuộc đời, để luôn giữ được đèn đức tin cháy sáng, để luôn được sống trong hy vọng và sống theo ánh sáng của sự sống, không bị mê hoặc trước những cám dỗ của thời đại, trần tục hóa và đầy tinh thần hưởng thụ. Thánh Augustino, sau khi được Chúa soi sáng trở lại với Chúa, đã luôn sống đức tin một cách mạnh mẽ để danh Chúa được tỏa sáng, cho mọi người biết hy vọng và đặt tất cả cuộc sống nơi tình thương của Chúa, để trở nên giống như những cô trinh nữ khôn ngoan luôn chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng đón chàng rể chính là Chúa đến một cách bất ngờ mà vào dự tiệc cưới muôn đời. Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con luôn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong lịch sử, và xin cho chúng con sức mạnh để chu toàn trách nhiệm của mình phù hợp với thánh ý của Chúa.